như sụp đổ. Chôn chặt hồn con trong địa ngục muôn đời. Lòng người con như vương nghẹn, không thể nói ra lời. Bệnh của Khả Minh nếu kịp thời chữa trị sẽ khỏi thôi. Có gì đến nỗi mà con ví như là đất lở trời long. Mẹ mà không biết con mình đang nghiện ngập một thứ bệnh mà xã hội lánh xa, bè bạn cũng khinh khi, làm sao Khả Minh dám ngửa mặt nhìn ai. Và con cũng chẳng còn mặt mũi để dòm ngó bạn bè. Phải, tôi đáng khinh lắm. Cô đi đi, tôi không cần, tôi không cần ai dòm ngó tới tôi cả. Đi đi, đi đi, đi. Khả Minh, con đừng như vậy mà. Chú Bảo ơi, chú Bảo, đưa cậu hai lên lầu đi chú Bảo. Dạ. Ủa, Cẩm Tú, con ở đây à? Bác trai, sao bác về sớm vậy? Bác về lấy sổ giấy tờ. Ủa, Khả Minh sao vậy? Dạ, con nó bị sốt. Bác trai, Khả Minh không có bệnh gì hết á. Anh đang lên cơn nghiện vì thiếu thuốc đó. Con nói cái gì? Con nói anh bị nghiện ma túy. Bác không thấy hình thể ảnh đó sao? Bác hỏi lại ảnh đi. Con đi về. Dạ bác. Cẩm Tú, ba đừng kêu cổ. Đúng, con bị nghiện rồi. Ba hãy xử tội con đi. Đứng lên đi. Mày không có tội gì hết. Có tội là tao nè. Đã sinh con mà không hết lòng nuôi dạy, để nó lêu lỏng bê tha vào nơi trụy lạc bận nhơ. Còn cô xúc phạm tôi cam lòng gánh chịu. Nhưng tội cô bỏ con suốt đời, tôi không dung thứ cô đâu. Bảo. Dạ. Lấy về bộ đồ, đưa thằng Minh ra xe. Dạ. Ba định đưa con đi đâu? Mày còn có quyền lựa chọn nữa sao? Đi. Ba. Minh ơi, Minh cho em đi với con nghe Minh. Mẹ ơi cứu con đi mẹ ơi. Im đi. Nếu mày có mẹ, mày đâu đến nỗi như vậy. Đi. Ba. Rượu nữa rồi. Hai tuần nay sổ sách ứ động nhiều quá, em coi không có xuể đâu. Cô làm gì mà cuốn lên vậy? Làm không hết thì kêu cô Ngân làm phụ. Sổ chi thu ông không duyệt, không ký tên thì ai mà dám rớ. Vậy thì để đó tôi. Cô ra đi. Tại sao vậy chứ? Ông không còn chút nào là phong độ của một ông giám đốc lãnh đạo cả một công ty đồ sộ. Cô đâu có hiểu hoàn cảnh của tôi mà nói chứ.
Hiểu, Diễm hiểu tất cả. Không phải chỉ riêng Diễm, mà cả công ty đều hiểu. Là ông chủ có nỗi đau lòng chôn giấu mà không mở lời, khổ sầu đau đớn vì người thân thiết đã phụ ông cả rồi. Của Diễm, Diễm biết chứ. Ông hận người đàn bà đã để cho con ông hư hỏng, nên ông chia tay mà tình xưa vẫn còn say sức trong lòng. Ông chủ, anh nghe em nói rồi đó, anh hãy nghe em đi. Coi kìa, cô Diễm. Em đến đây làm gì? Hả? Tôi đến đây để xin anh cho phép thăm cô. Nhưng bây giờ thì Tôi đã biết vì sao ông cắt đứt với tôi mà không một chút thương tình. Chồng vợ mấy mươi năm, ông thay như người ta thay đổi áo. Ông ghép cho tôi mọi tội lỗi mà không cho tôi có lời biện bạch. Vì bên ông đã có một bóng hồng suốt ngày tựa má kề vai. Thu Hồng, cô chớ xúc phạm đến người ta. Diễm chỉ là thơ ký của công ty. Thơ ký à? Thơ ký? Thơ ký mà lại đến phòng riêng cùng ông chủ của mình tựa má kề vai, thiệt là không biết xấu hổ. Mà hơn với tôi mà bà nói lời nhục mạ. Bà cũng đã từng hẹn hò với một gã đàn ông. À ha, thì ra chính là cô đã có lời xúc xỉm với anh Hưng nên anh mới nghe rồi tính điều xa con bỏ chờ. Không phải là xúc xỉm mà Diễm thấy rõ ràng cô đã từng gian dối chồng để đi với một gã đàn ông. Lời nói vu vơ mà ông cũng nghe theo được, còn phân biệt làm chi cho uống tiếng hao lời. Diễm biệt ông.
chị ăn cơm nó mới đã. Nghỉ ở đây sướng hơn ở nhà đó không? Thôi mày, làm gì sướng hơn nhà mày? Tưởng ai, rốt cuộc là mày cũng vô đây đi ha. Ủa, Minh đó hả? Ê, mày còn nhớ tụi tao hay mày quên tụi tao rồi mày? Kìa, anh Hào, anh Hải, anh cũng được đưa vô đây nữa hả? Không dám đưa đâu con. Tao đâu có phước như mày vậy. Cái đám xó chợ đầu đường vô tụi tao có ai mà đưa đón, phải không? Nhưng mà tao nghĩ á, người nhà đưa vô hay là công an bắt vào thì cũng giống nhau thôi. Thèm thuốc chết mẹ luôn. Đừng nói lớn mày. Nhưng mà tao quên, tao quên, mày thì khác. Mày có quà bánh ăn, còn có mày bỏ tôi, còn tụi tao thì ngáp vô. Mày á, hãy chia bánh hết ra cho tao, và tiền túi cũng phải chia đều. Thì tụi tao sẽ để cho mày yên. Đó là luật ở đây. Các anh làm gì vậy? Tiền thì của mẹ cho tôi, cho tôi mà. Mày có phước, có mẹ, có cha, có tiền, có bạc. Còn tụi này hả, thì phải cướp giật mới có ăn. Mày đưa không? Đưa không? Mày để bị đánh đòn hả? Buông ra. Tụi bay nghĩ thế nào mà hiếp đáp người ta vậy? Dù là dân lang thang xó chợ đầu đường, cũng phải nghĩ đến bạn bè chứ ai lại trở mặt thế kia. Nè, cái trò ma cũ ăn hiếp ma mới xưa quá rồi, trả lại cho nó đi. Trời, ê, ê, mày ở đâu ra mày nói cái giọng người giống bà nội người ta vậy mày? Đi đây, bấm nút biến liền, mày biến liền cho tao, hiểu không hả? Ha, không còn cái răng ăn cháo bây giờ. Đi, thử coi. Chắc mày chưa có nghe danh chị hai Mỹ Mỹ mày cho nên mày nói liều phải không? Ừ? Ê, ê, thôi 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 tụi bay. Cái đám em út của con này nó ghê lắm đó. Thôi rút đi tụi bay. Ê, mày gặp mai đó nghe mày. Thôi đi. Cảm ơn. Ê, ê, ê. Gặp cái thứ gì đâu không? Làm gì rầu rĩ vậy? Nhai đi cho đỡ buồn. Kệ tôi. Làm gì quạo dữ vậy cha nội? Nhớ má hả? Ê, ăn xôi không? Để cho tôi yên rồi nha. Đúng rồi, nhớ má chứ còn gì nữa. Dòm cái mặt là biết dân ở tháp nhà liền à, phải không bồ? Tôi ở đâu kệ cha tôi. Để tôi nói cho bồ nghe. Tại tôi thấy bồ tội nghiệp cho nên tôi mới làm quen. Chứ bồ cũng thấy đó, tụi nó thì cả lũ. Chơi cùng tôi chứ chẳng phải không ai. Chỉ vì tôi thấy ông hiền khô nên muốn làm bạn cho có người tâm sự. Ăn đi. Đã là dân bụi đời, có tâm sự gì? Khéo bài trò. Nè, làm gì vậy? Phải rồi, tao là bụi, còn mày là bùn sình chắc. Đã là dân xì ke ma túy thì chỉ có một thứ mà thôi. Đừng có tưởng mình là con ông cháu cha rồi lên mặt hống hách. Chẳng kiêng ai nếu chẳng có tao lo. Thì mấy tháng nay đó hả, đám quỷ nó đánh mày bầm thay rồi. Dầu mày có năm cha bảy mẹ thì cũng không có làm cái gì được. Nói nghe tức cười. Ở trại cai nghiện mà làm như là trong nhà tù vậy đó. Ba tôi không biết ở đây là nơi an toàn, cho nên ông gửi tôi ở đây. Mấy tháng rồi cũng không thèm tới thăm tôi nữa. Nên bồ buồn vì nhớ ổng phải không? Không, tôi nhớ mẹ tôi nên trong mình bực bội lắm. Xin lỗi cô Mỹ nha. Chắc ở nhà mẹ anh cưng anh lắm phải không? Phải, mẹ tôi cưng chiều tôi đủ thứ. Ở nhà mỗi tối bà đều tự tay tấn mùng cho tôi ngủ yên rồi bà mới đi ngủ. Chứ còn vô đây. Ê ê ê,
nhắc mới nhớ nha. Biết gì không, mấy đêm nay khi đến giờ mọi người đều ngủ, có một bà dường như lao công đến tấn giường bồ rất là cẩn thận, rồi đứng nhìn rất là lâu á. Bà đó là ai vậy? Tôi cũng đâu có biết. Ê, ê, hình như là bà kìa, bà đang quét lá ở góc bển đó. Trời ơi, sao giống quá. Ê, đi đâu vậy? Bà ơi. Hả? Mẹ, sao mẹ, sao mẹ lại làm như vậy hả mẹ? Minh à, mẹ muốn ở gần để săn sóc cho con, nhưng sợ ba con gặp nên mẹ mới xin làm công nhân. Minh à, con có đỡ chút nào không con? Trời ơi, địa vị một bà giám đốc lại xin làm tập dịch lao công để săn sóc cho con. Mẹ ơi, tội tình chi phải đến nông nỗi như vậy? Lỡ ba mà biết được thì sao hả mẹ? Sợ là biết mẹ ở đây, ông chuyển con đi nơi khác. Chứ riêng mẹ thì... Minh à, ba con với mẹ đã dứt khoát rồi, con đừng có sợ nữa. Ba giận mẹ mà nói vậy thôi, chứ không có đâu mẹ à. Minh à, con không biết là ba con đã gian díu với người con gái khác, nên ba con mới vội vàng đưa ra ý định ly thân với mẹ. Ba gian díu với cô gái khác à? Không có đâu mẹ, không có đâu. Chính mẹ, mẹ đã bắt gặp ổng với cô Diễm, đã ôm nhau tại văn phòng. Mà thôi, bỏ qua đi con, giờ mẹ chỉ còn có con thôi. Mọi sự trên đời đành xem như gió thổi mây trôi, ân tình tạm bợ, nghĩ mà đau xót tâm can. Tàn tạ tuổi thanh xuân, bên nước mười ơi trong đục đâu từ. Tại do con đã gây điều bất hạnh, khổ đau cho mẹ, quan khiến cam chịu riêng mình. Miệng là con qua khỏi, mạnh lành trở lại như xưa. Dầu mẹ chịu trăm đắng ngàn cay, cùng vui thỏa trong lòng. Thấy người ta mềm mẹ con mà nghĩ mình thêm tội. Chút thân cô độc mà làm người ai cũng có cha có mẹ, hoàn cảnh nào khiến cô chịu cũng côi. Bà ơi, tôi lớn lên ở diện mồ côi thì làm gì mà có cha có mẹ? Bà sơ nói một buổi sáng sương mù còn văng phủ, người đã lượm tôi ở cạnh chân tường.
là dân xó chợ đầu đường. Vì họ vướng bao tôi với một chiếc mền cũ rách, không có áo quần cũng không có tả lót như mọi cô nhi. Tội nghiệp quá. Trên đời này lại có cảnh ngộ khổ như thế sao? Chứ bộ tưởng ai cũng như mình, sinh trong tháp nhà, nằm trong nhung lửa. Đặc biệt hơn nữa là bộ có mẹ, một bà mẹ yêu thương con hơn tất cả những bà mẹ trên đời. Người sinh con ra chắc cũng có hoàn cảnh khổ nên mới bỏ con. Tôi biết vì quá khổ cho nên mới bỏ con. Tôi không buồn điều đâu. Chỉ trách là tại sao bà lại tạo ra tôi với một màu tóc đỏ que và một gương mặt giống Lai, cho nên các sơ mới đặt tên tôi là Mỹ. Và cũng do đó mà ở trong diện mồ côi, tụi nó đều xa lánh riêng biệt với tôi. Tôi lủi thủi một mình, chỉ có Sơ Ngọc là người thương. Chẳng mai đến năm Mỹ 18 tuổi thì Sơ về với Chúa, bỏ tôi ở lại trần gian cô độc một mình. Buồn quá tôi trốn ra khỏi viện, nhập bọn như đám lang thang. Ngày ăn xin mất túi lượm ve chai, tối ngủ gầm cầu bữa đói bữa no. Nhưng tôi vẫn sống và cuối cùng tôi lại theo tuổi nó mà dưỡng vào ma túy xì ke. Mỹ ơi, đừng nói nữa, khiến tôi xót đau trong dạ như vừa trong giấc mơ. Sẵn ở trên đời đời tươi đẹp đó. Chắc không có tôi đâu bác ơi. Không biết thì học, nếu con có thành ý thì đâu có khó khăn gì. Mỹ à, con có muốn làm con nuôi của bác không? Bác nhận tôi làm con nuôi có thiệt không? Thiệt chứ. Nhưng mà con đừng có xin tôi như vậy. Người lớn bất cứ với ai con cũng phải xưng con hoặc cháu, nghe nó lịch sự một chút. Nhưng bác nhận tôi. Bác nhận con làm con thiệt hả? Thiệt. Khi nào Minh và con bình phục hẳn, mẹ sẽ đưa về nhà cho Minh tiếp tục vào đại học. Còn con thì con ở nhà sớm khuya với mẹ cho khỏi buồn cô đơn. Mẹ sẽ dạy cho con học thiêu thùa, may vá, nấu ăn.
để mai kia con có lập gia đình, được người ta khen là dâu tháo vợ hiền. Con đang mở mắt to mà tưởng là trong mộng, không dám nhận nhìn một sự thật quá lớn lao. Hoàn cảnh của cô nỡ đâu đem ra đùa cợt, mẹ rất thật lòng xin mỹ nhân cho mẹ vui. Gọi mẹ đi. Chú ơi, sao ơi, con có mẹ rồi, con có mẹ rồi chú ơi. Mẹ, đừng khóc nữa con. Mẹ, ngoan đi. Thôi, hai anh em đi vô đi, tới giờ ăn cơm rồi. Mẹ đi làm công việc hả? Mẹ à, con nay đã khỏe nhiều rồi, mẹ về nhà đi, lâu lâu rồi vô thăm con, làm chi nữa. Về nhà buồn lắm con à, mẹ ở đây với các con, bao giờ hai đứa khỏi hẳn rồi mình cùng về luôn á. Mẹ ơi, mẹ đã nuôi con ơn dưỡng dục cù lao biết bao là gian khổ, giờ lại vì con mà sống như con đòi đứa ở làm kiếp lao công cho thiên hạ xem thương. Như nụ hồng thơm tả tơi trước gió loạn mưa cuồng, gia đình ta đang sống ấm êm hạnh phúc thì con đã làm cho đổ vỡ. Mẹ ơi, con là đứa con phá gia chi tử, sanh ra đời để báo mẹ báo cha. Mẹ chịu niềm oán, gia can tan nát, giờ hối hận ăn năn thì mọi sự muộn màng. Chưa muộn đâu con, trước con còn cả một đường dài đi tới, con cố gắng tập trung ý chí và nghị lực. Thuốc men dầu thần dược cũng không bằng sức mạnh của riêng con. Mẹ à, nhưng thấy mẹ như vậy con chịu không được đâu mẹ. Trời ơi, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa. Thôi, đi vô để bị phạt bây giờ đó. Ủa, anh Hưng. Ê, anh Lực, ngồi đây uống vài ly đi. Chà, sao rảnh quá vậy? Lại còn uống bia nữa. Hồi nào giờ anh đâu cũng biết uống bia đâu. Ngồi mãi công ty riết cũng buồn, nên ra đây nhìn mây trôi nước chảy cho vui vậy mà. Trời ơi, giàu sang địa vị, vợ đẹp con ngoan mà còn than buồn. Nếu anh gặp hoàn cảnh như tôi chắc anh treo cổ chết. Anh là một công an giỏi, sớm chiều lo săn lùng hết bắt cướp đến bọn xì ke ma túy. Cái nghề này chính anh đã chọn, còn rên rỉ gì nữa. Con đường tôi đã chọn, tôi hăng say phục vụ chứ có buồn chán gì đâu. Tôi nói buồn ở đây là hoàn cảnh gia đình kìa. Nghe nói bà xã của anh giỏi lắm mà. Bà xã tôi giỏi? Đúng rồi, bà giỏi lắm cho nên tôi mới yên tâm dữ lắm. Bà có một mình quán xuyến cửa nhà nuôi hai đứa con. Năm nay đứa lớn con gái thì 10 tuổi, thằng con trai thì 4 tuổi rồi. Vậy là ổn quá rồi cha nội, còn đòi gì nữa. Bộ có vợ hai hả? Đừng có nói bậy nè. Nè nè nè, bây giờ anh coi cái này đi. Đó, anh coi rồi anh biết à, bà xã tôi giỏi lắm. Coi đi. Ba ơi, ba về mau đi, má đi hai bữa rồi, một mình con dỗ bé không được. Bé hai,
Trời đất ơi, tội quá. Chỉ đi đâu vậy anh? Về tới nhà hỏi thăm lối xóm á, mới biết bả trốn về quê, bởi bả đánh bài thiếu nợ mấy chục triệu đồng. Tôi nhìn hai con không còn muốn sống ở thế gian. Hai ngày không có cơm cháo, chỉ ăn bánh mì cho đỡ đói. Chợm sớm mới buồn tình gửi thơ đến văn phòng gọi tôi. Giờ thì anh sắp xếp ổn chưa? Thì cũng ráng lo cho ổn, chứ anh nghĩ tôi đâu có thì giờ rảnh đâu. Nghĩ cũng buồn lắm anh ơi. Mình là người thừa hành pháp luật, có chức vụ lo an ninh trật tự cho xã hội, mà vợ lại vi phạm đánh bài chơi số đề trốn nợ. Bây giờ tôi phải đem hai đứa con gửi cho bà cô nó để tôi yên lòng đi công tác. Còn nợ thì họ cũng thông cảm cho tôi, mỗi người một số trả lần. Bà con khuyên tôi nên đem bà về, nhưng lòng tôi vẫn thấy phiền, không muốn gặp mặt bà làm chi nữa. Chỉ sao xưa nay tao tầng cơ cực, nay mới lỡ một lần anh nên rộng lượng thứ tha. Chỉ không mê trắc nết lăng loạn, đối với mọi người đàn bà chỉ vẫn tốt hơn. Lời nói của anh như ẩn chứa tâm sự gì, anh cũng có điều không vui sao? Người xưa nói, hạnh phúc thì ai cũng như nhau, nhưng bất hạnh mỗi người mỗi khác. Thôi, bỏ đi, uống thêm đi, lâu lắm mình mới gặp nhau một lần mà. À, quên nữa, còn cái vụ mà con nhỏ ở nó ăn cắp tiền đi trốn đó, anh kiếm được chưa vậy? Con nhỏ ở nào? Nhà tôi đâu có đứa nào bỏ trốn. Ủa, hôm trước tôi gặp chị cái hẻm ở gần công viên, chị nói là đi kiếm cái con nhỏ ở. Bữa đó không có tôi á, là bị tụi nó giật hết đồ rồi. Cái hẻm toàn là xì ke với bụi đời không mà. Tôi phải đưa chị ra đầu hẻm đó. Thì ra người đàn ông đi với vợ tôi hôm đó là anh chứ ai. Ủa, bộ chị về chị không nói lại với anh hả? Thôi, tôi biết rồi. Hai ông bà giận nhau chứ gì. Thôi, chỉ tiếc tiền tiếc của, cho nên mới lén anh đi kiếm. Giận làm gì không biết nữa. Trời ơi, tôi đâu có giận ai. Tôi giận tôi đó, bậy bạ quá. Thôi, anh ngồi chơi, mai mốt gặp lại nha. Anh này, ủa, chuyện gì vậy? Anh Hưng, anh Hưng. Bảo ơi, Bảo, mở cửa. Dạ, thưa ông mới về. Cô đâu rồi? Dạ cô, đi nửa tháng nay rồi. Đi nửa tháng? Cô có nói đi đâu không? Dạ cô nói cô đi kiếm cậu, kiếm cậu Minh. Thằng Minh nó ở trại cai nghiện chứ đâu mà kiếm. Mà kiếm gì đến nửa tháng lận. Hôm cổ đi, cổ có nói gì không? Dạ, hôm cổ đi đến công ty để gặp ông. Lúc quay về, cô vừa thấy em thì cô khóc ngất. Cô nói, trời Bảo ơi, cô phải đi kiếm thằng Minh, nó ở đâu? Cô ở đó. Thấy cô thu xếp qua đi, em mới nói cô đi đâu thì phải đợi ông về. Cô vừa khóc vừa nói ông không về nữa đâu, vì ông đã có người ôm ấp yêu thương, chẳng còn nghĩ đến vợ con. Tôi phải tìm Khả Minh vì chỉ còn có nó mà thôi, dầu nó có ra sao tôi cũng phải lo tròn tình mẹ thương con, bao giờ không biết nơi nào.
đi tìm. Tôi đã hết lời khuyên cô, xin đừng nghe chuyện vu vơ. Cô nói cô đã thấy rõ ràng lúc cô lại văn phòng. Ông đã có sẵn người trẻ đẹp nên mới dội vàng giống phụ tình cô. Nói xong rồi cô đi à. Cô dặn chú có thương tôi thì chú ở nhà coi chừng nhà giùm tôi. Trời ơi, trời ơi, cũng tại con Diễm. Trời ơi, cái nhà này sắp tan nát rồi. Đêm qua mưa màng, tôi say trăng vàng, lung linh thở dài một chút ngây ngô bé dại. Vườn xưa in dấu mộng, đèn trăng soi lối hồng, dịu dàng từng bước chân tình yêu. Trong gió cuồng đêm đông rũ buồn, thương ai hao cười xoài bước đi trong giấc mê. Về đâu chân bé dại, ngủ say quên lối về, giật mình tình giấc mơ. Hả? Trông cái dáng quen quá. Quên thật rồi sao? Trời ơi, anh Quang, tại sao lại có cuộc tao ngộ này chứ? 20 năm rồi còn gì? Phải, đã hơn 20 năm rồi. Nhưng mà anh vẫn nhớ, vừa thấy Hồng đã nhận ra ngay. Hồng vẫn như xưa nha, chỉ có hơi tiều tụy chút. Ờ, tại sao anh lại có mặt ở đây? Anh vừa thay bác sĩ viện trưởng ở đây. Thu Hồng, em hãy kể cho anh nghe, biết sơ về hoàn cảnh gia đình con cái của em đi. Mà tại sao em lại phải làm công nhân ở đây? Em và Hưng có một đứa con trai, nó tên là Khả Minh. Vì em quá nuông chiều nên nó sanh ra hư hỏng. Anh Hưng anh mới đưa nó vô đây. Vậy rồi Hưng đâu mà để một mình Hồng phải lo cho nó? Chuyện dài lắm, để từ từ em kể cho anh nghe. Bây giờ anh cho em biết về anh đi. Điều em muốn biết trước nhất là tại sao ngày cưới của chúng em anh không đến dự và bặt tin luôn cho đến bây giờ. Anh có biết ngày đó là ngày vui mà em khóc sưng cả mắt? À, cho anh xin lỗi. Ngày hôn lễ của Hồng là ngày anh xuất ngoại và sau đó anh định cư ở bển luôn. Mình là bạn thân với nhau mà anh không cho hay biết gì hết. Vậy gia đình con cái anh thế nào rồi? Gia đình con cái cũng ổn thôi Hồng à. Để từ từ anh kể cho Hồng nghe. Bây giờ Hồng hãy cho anh biết
gia cảnh của Hồng thế nào mà khi thằng cháu lại điều trị ở đây. Chỉ có mình Hồng lo cho nó, và tại làm sao không tự nhiên thăm con như cả mọi người, phải vào làm công nhân để gần cạnh bên con. Có phải vợ chồng cô đang có chuyện bất hòa, dầu sao cũng nghĩa bạn bè, hãy tỏ thật cho anh nghe. Em cùng anh Hưng có xảy ra một chút hiểu lầm, kể cũng không có trọng đại gì, mà tại lòng người muốn đổi thay. Anh Hưng định ly thân, hả? Vì bên Hưng đã có một bóng hồng, em chẳng rảnh để ghen hờn, vì còn bệnh tật đứa con trai. Chỉ mong thằng Minh mau sớm được mạnh lành, con em được trở lại với đời, em chẳng còn chi mơ ước nữa. Trời ơi, tất cả những gì tôi suy diễn đều không đúng mãi mãi. Giờ trước sự thật chua cay, tôi giận mình hay phải giận ai đây? Anh nói vậy là sao? Em không hiểu. Hồng không hiểu và cũng không bao giờ hiểu, vì trời sanh ra Hồng để làm người mẹ tốt, làm người vợ hiền ngoan theo gót người xưa giữ đạo tam tông. Chồng bỏ em theo con, quán chi cay đắng mặn nồng. Anh khâm phục trước tấm lòng cao cả đó, nhưng giận mình sao lại làm những việc hùng điên. Canh giữ vườn hồng tôi là chủ nhân, ông mà lại bẻ đó qua đầu trao cho người khác. Tôi là một thằng ương hèn nhút nhát, cố tạo phong độ anh hùng, mặc dầu tim mình đang rỉ người ăn mà Hồng luôn quý mến. Và chính anh đã chọn Hưng cho em, anh quên sao? Làm sao quên được. Hồng ơi, ngày tháng trôi đi nhưng kỷ niệm xưa mãi cô đọng ở tâm hồn. Xứ lạ trời xa thương rai rít dập dồn, nhưng nghĩ đến bạn mình đang ấm êm hạnh phúc nên cũng an ủi phần nào trong những ngày lữ thư ta. Anh nói chi xa xôi Hồng nghe mà không hiểu nổi. Anh với xưa kia là tình thân thương vẫn như ban đầu, dầu thời gian cách xa tình bản thân vẫn không phai mờ. Anh giận Hưng không nhớ lời hứa cũ là sẽ nâng niu ấp ủ tình vợ chồng đến ngày tóc bạc răng long. Đừng trách anh Hưng, trong đó em cũng có lỗi một phần, là đã giấu ảnh để che đậy cho đứa con hư hỏng.
chuyện có lớn lao gì đâu mà phải tính đến việc ly thân. Trời ơi, anh đã sai mới kết hợp em với nó. Không được, anh phải tìm nó hỏi cho ra lẽ. Anh Quang, anh hãy nghe em nói đã. Anh không hề sai. Vì suốt 20 năm dài, Hưng luôn là một người chồng tốt. Anh chiều chuộng lo lắng cho Hồng không thiếu một thứ chi. Chỉ có một điều là lúc nào anh cũng đặt Hồng như một quê nữ cấm cung, đi đứng vào ra đều trong khuôn phép. Khi anh phát hiện Hồng giấu ảnh đi ngang về tắt, anh nổi giận lên rồi mới tính đến việc ly thân. Rồi kế tiếp, đến vụ Khả Minh là không còn phương cư vàng. Thôi đi, Hồng đừng kiếm lời bào chữa. Nếu Hưng là người chồng dán tròn chung thủy, dầu cho vợ mình có vì con gây bao nhiêu tội lỗi, Hưng cũng đâu phủ nghĩa tàu nghi khang cùng kẻ khác trao tình. Thôi anh ơi, bây giờ thì đường ai nấy đi, giận làm gì nữa. Vả lại đàn ông việc trăng qua ông bướm cũng là thường. Lo cho anh đi. Về nước sao không đem vợ con theo? Rảnh rồi sanh chuyện nghe. Bà xã về thình lình thì anh chết à. Bà xã nào? Bà xã vợ anh chứ bà nào. Ôi, cái việc đó tính sao? Bây giờ tính cái vụ của Hồng nè. Hồng đừng có làm lao công nữa, lên làm hộ lý cho tôi đi. Thằng Khả Minh á, thì nó cũng sắp khỏi rồi. Mẹ con Hồng đâu có ở mãi ở đây, đổi thay làm gì cho mất công. Mẹ ơi, mẹ. Chào ông. Minh à, đây là bác Quang, bạn của ba mẹ đó. Bác về thay cho bác sĩ viện trưởng ở đây. Dạ, chào bác. Mẹ ơi, ba vừa gọi điện thoại hỏi mẹ có lên đây không. Dạ nội, hôm nay ba sẽ tới. Rồi con trả lời sao? Dạ con chưa hỏi mẹ nên con trả lời chưa thấy mẹ tới. Mẹ cũng tính dặn con vậy đó. Nè, con ở đây nói chuyện với bác nha. Mẹ vô lo công việc à. Thưa bác, bác là bạn thân của mẹ, vậy bác khuyên mẹ cháu đừng có làm như vậy nữa, cực lắm bác ơi. Bác có nói rồi, bảo mẹ con làm hộ lý cho bác. Nhưng Hồng nói cháu sắp khỏi rồi, sẽ về nhà, khỏi có thay đổi mất công. Cũng tại cháu đã làm khổ mẹ, từ khi xảy ra chuyện của cháu thì mẹ cháu đã đổ bao nhiêu lệ mà không có lời biện minh với ba. Ba cứ nghi ngờ mẹ đổi thay lòng, hẹn hò ông bướm gió trăng. Khi biết con có bệnh thì gia đình còn đâu mái ấm xưa. Ngày xưa bởi bác đã lầm, tạo bao ân nợ để giờ gặp nhau khó nói năng. Mẹ cháu nói bác là bạn thân của ba mẹ cháu, sao lúc cháu trưởng thành không thấy bác đến nhà, mà cũng không nghe ai nhắc nhở. Có một lần lúc con lên 10 tuổi, ba mẹ đem con về Tiền Giang, đến một khu vườn có một căn nhà xưa đổ nát. Mẹ dựa vào mình ba, tay ôm con mẹ nói, mỗi lần về đây là em nhớ. Kỷ niệm của tụi mình êm đẹp quá, thân thiết quá. Ba thở dài, không biết bây giờ anh ấy ở đâu. Hả? Thì ra lúc đó ba mẹ đang nhớ bác. Miếng vườn đó, căn nhà đó là của ông nội con. Ông là một nhà giáo quá vợ ở vậy nuôi con. Bác và mẹ con cũng là dân ở cùng tỉnh, quen với nhau từ thuở nhỏ và thân thiết nhau cho đến lúc trưởng thành.
Mẹ con lúc đó đó nghe là một hoa khôi. Bao thanh niên đang say mê gắm ghé, trong đó có bác và có cả ba con. Hồng chỉ có một mẹ một con, nên khi mẹ mất á thì Hồng không còn ai là người thân thích trong ba đứa. Bác là người lớn tuổi nên bác cũng như là một người anh cả vậy đó, phải lo việc chung thân cho Hồng. Cho nên bác và bác đã tác hợp mẹ với ba con phải không? Phải. Vì bác thấy Hưng là một thanh niên hiền lương nhân hậu, lại có tài thao giác kinh doanh, hẳn lo cho vợ một cuộc đời nhàn hạ ấm êm. Hơn nữa Hưng qua suy lụy em Hồng, Hưng bảo nếu việc chẳng xong Hưng sẽ không sống trên đời. Bác không lo cũng chẳng biết làm sao được, vì tình nghĩa bạn bè phải dẹp ý riêng tư. Cháu đã hiểu vì sao bác đi nơi xứ lạ, mẹ cháu quá vô tình không hiểu ý bác đâu. Mọi việc đã an bài cả rồi, hiểu làm chi cho nó thêm rắc rối. Thôi bây giờ cháu cho bác biết nha, hiện nay căn bệnh của cháu đã điều trị tiến triển tới đâu rồi? Dạ, hiện giờ thì cháu đã khỏe nhiều rồi bác à. Ờ. Hôm mới vào đây bị hành hạ vật vã quá, cháu định bỏ trốn mấy lần. Ừ. Nhưng mà thương mẹ cháu quá à, cháu cắn răng chịu đựng đó bác. Tốt, tốt lắm. Điều trị là một lẽ, nhưng mà tinh thần ý chí của cháu mới là quan trọng đó. Ráng mà nên người. Mẹ cháu bây giờ chỉ có một mình cháu. À, cháu có bạn gái chưa? Dạ, có rồi, nhưng cũng như không rồi bác ơi. Ủa, làm sao vậy? Ba mẹ của cô ấy và ba mẹ cháu là chỗ thân quen, nên cháu và cô ấy cũng thân. Có lẽ cũng giống như bác và ba mẹ cháu, hai nhà có ý định kết thông gia nhau và lo cho cháu với Cẩm Tú đi du học. Không ngờ khi phát hiện cháu mang bệnh thì Cẩm Tú lại bỏ ra đi. Không nói một lời từ giá, vì không muốn nhìn kẻ bể rạc lang thang. Ba cháu cũng đùng đùng nói giận, đem cháu bỏ đây cho người ta chữa trị. Một mình cô độc thêm nỗi hổ thẹn, cháu muốn tự tử liều mình tại đây. Nhưng nhớ đến mẹ đang khổ sầu cô đơn, nhìn quanh chỉ có mẹ bên mình, cháu phải làm sao để báo ơn cúc dục cao dày. Cháu hiểu như vậy thì tốt đó. Cô bác ở đây sẽ lo thuốc men cho cháu để sớm rời trại, để tiếp tục vào trường. Dạ, cảm ơn bác. Ý, dường như ba cháu tới kìa. Ừ, cháu đừng có nói gì nha, để coi chú ấy có nhớ bác không. Khả Minh, con đang làm gì đó? Ba, tới hôm nay ba mới tới thăm con nữa hả? Ba lu bu quá. Khả Minh, ông đây là... Nhìn không ra phải không? Trời đất ơi, anh Quang. Tự nhiên không nói không rằng, bỏ đi biệt tâm biệt dạng. Anh về thăm bà con với ấy chưa? Chưa chú à. Tôi làm việc ở đây mới về có mấy hôm thôi. Thấy chú mừng như vậy tôi cảm động quá. À, Thu Hồng đâu rồi? Khả Minh, mẹ con có tới đây không? Dạ không. Vậy Hồng đi đâu kìa? Mấy chục năm gặp lại, tôi thấy chú thật không biết nói sao. Làm ăn lớn lao đến cách nào mà có một đứa con trai độc nhất để nó vướng bệnh hoạn như vậy, rồi đem nó bỏ ở đây mấy tháng trời không thăm viếng, vợ cũng chẳng biết đi đâu. Ba con đâu có về gia đình đâu, biết mẹ con đi đâu. Ba dọn ra công ty ở rồi, ba có người khác rồi. Im đi. Anh Quang đừng nghe nó nói bậy.
Mọi việc cũng do nó mà vợ chồng tôi mới có chuyện hiểu lầm xích mích đó. Chú muốn nói là Hồng đã nuông chiều dung túng Khả Minh chứ gì, nên nó mới bê tha hư hỏng. Nhưng chú đâu có thể dựa vào cái câu con hư tại mẹ mà trút cả tội lỗi cho Hồng. Trách nhiệm làm cha ở gia đình chú là gia trưởng. Khả Minh là trai rất cần có cha để mà răng dạy. Từ thuở nhỏ cho đến lúc thành nhân, tôi tạo dựng sự nghiệp là cũng để cho con mà. Nhưng chú thử nghĩ, có nhiều của cải nhưng nếu một mình thì tạo dựng để mà làm chi. Nhớ lại ngày trước tình của chú quá mênh mông. Chú hứa với em Hồng là trọn giả chăm sóc thương yêu, và tôi mới yên tâm ở xứ người để lo lập nghiệp. Nào ngờ đâu dấu bể lại đổi thay. Thật sự chẳng đổi thay, tôi vẫn thương con yêu vợ như ngày xưa. Và vì quá yêu nên sanh lòng nghi kỵ. Bà ơi, mẹ đã vì con nên gánh chịu phủ phàng. Vui trả lọc lừa nào phải tin mẹ đâu. Những lời than thở của chú, có cô Hồng ở đây á chắc khóc hết nước mắt à. Tôi hỏi chú, Hồng đã làm cái gì mà đến nỗi chú phải nghi kỵ như vậy hả? Tôi đã nói tôi hồ đồ mà. Chuyện dài lắm, để hôm nào tôi kể anh nghe. Bây giờ Minh ở đây với bác, ba phải đi đây. Ba đi đâu vậy? Ba đi tìm mẹ con. Khoan đi đã. Trời ơi, Hồng, mình ở đây mà làm anh lo muốn chết. Mình, con thật ác, sao con nỡ giấu ba? Đừng trách con, em dặn nó đó. Vì em nghĩ mình đã ly thân thì sớm chiều sẽ tiếp đến ly dị, gặp làm chi nữa. Anh chưa hề nói đến ly thân hay ly dị nào cả. Thu Hồng, anh đến để xin lỗi em. Anh quá hồ đồ, nghe lời xúc xỉm, tưởng em có giao tình với người đàn ông khác nên không muốn gặp em. Tiếp đến vụ của Khả Minh, anh càng rủng trí nên anh đưa nó vào đây rồi bỏ mặc. Suốt ngày chỉ vùi đầu vào men rượu. Hôm trước anh gặp anh Lực mới biết mình đã chịu nỗi oan mà không thể nói ra. Anh vô tâm lại còn quá dại khờ, suýt chút nữa đã tan tành hạnh phúc. Đã tan rồi thì còn có thể hiệp nữa sao? Cho đã tan rồi còn khơi lại nữa mà chi. Nghĩa vợ tình chồng mình nỡ đành tâm, tôi chỉ buồn cho số phận vô duyên. Chứ chẳng giận ai và cũng chẳng trách phiền. Chuyện đã qua rồi xin hãy để cho qua. Thu Hồng, mẹ ơi, tình vợ chồng đã 20 năm vì đứa con hư mà rạn nứt. Nay ba đã ăn năn hối lỗi, xin mẹ hãy thương con mà về với ba. Phần nào tội lỗi và cũng để yên lòng người bạn thân thiết của mẹ ba.
lòng bơ vơ. Anh Quang ơi, bằng hữu tri ân, đã bao nhiêu năm tôi ghi tạc trong lòng. Dạ thương yêu, tôi đã vô tâm gây buồn cho con cho vợ. Giờ gặp lại nhau nhắc chi những chuyện qua rồi. Hồng Hải nghe anh mà quay lại với chồng. Cô và chú về nhà lo việc làm ăn cho ổn định. Để Kha Minh ở đây với tôi một thời gian, tôi xem kỹ lại bệnh tình rồi sẽ đưa cháu nó về sau. Anh bảo thì em phải nghe lời, nhưng mà nếu anh Hưng anh nó mà lôi thôi nữa đó hả, thì cô bỏ nó một mình, đem thằng Kha Minh theo tôi về bên đó luôn. Trăm ngàn lần tôi cũng không dám tái phạm. À, bao giờ chị Quang và mấy cháu về để mình làm tiệc đoàn viên? Họ không bao giờ về đâu. Ủa sao vậy, anh chị cũng giận nhau à? Có chị nào đâu mà giận với hờn. Thôi đừng có nói lung tung nữa, về đi. Mình vào đi Khả Minh. Anh Quang, anh đã nói như vậy rồi, mình về nhà trước đi em. Để em vào lấy đồ đạc đã. Để thằng Bảo lên lấy. Làm gì dữ vậy? Nếu tôi muốn trốn á, ông không dễ gì bắt được đâu. Tôi chỉ muốn... Muốn gặp anh Quang chứ gì? Phải. Em muốn hỏi có phải vì tụi mình mà anh Quang đã bỏ ra đi xa cách nơi phương trời. Mình lúc gặp anh nói mơ hồ, em không hiểu gì hết. Bao điều Quang làm sao ngày hôn lễ, chính anh biết rằng làm sao dám nói ra. Muốn em yên phận vợ hiền, đừng phụ lòng kẻ phương trời xa. Riêng mang tâm sự lòng nào đã về ta. Bao nhiêu năm bên nhau, anh không hề nhắc đến tên Quang. Nào phải đâu là anh không nhớ. Và đó cũng là một lý do tại sao anh cầm giữ em trong nhà. Anh sợ em gặp Quang phải không? Không, anh biết Quang đã đi xa. Hơn nữa, Quang đã nhường em cho anh thì không bao giờ giành lại. Sở dĩ anh có tánh nhỏ nhen ích kỷ là vì một chuyện khác làm anh luôn ngờ vực đàn bà. Chuyện khác đó là chuyện gì? Em biết anh mồ côi mẹ từ bé, và ba anh đã gà trống nuôi con. Việc đó em biết rồi. Anh mồ côi không phải vì mẹ mất sớm, mà vì mẹ anh đã... Sau ngày ba anh qua đời, anh đọc qua nhật ký mới biết mẹ anh đã vô tình hôn phôi, bỏ chồng con thuyền khác ôm cầm. Nỗi khổ niềm đau
phiền trách dân người xưa. Biết rõ sự tình anh càng xót thương ba, càng căm hận người đàn bà không giữ trọn tam mẹ tòng. Nói thật với Hồng, nếu việc này mà anh biết trước thì anh không bao giờ cưới vợ. Sống bên nhau mà phập phòng lo sợ, thà ôm nỗi tuyệt tình trong sầu hận cô đơn. Đàn bà đâu có phải ai cũng giống nhau. Chú mà có ý nghĩ đó đó là chú tự chuốc khổ cho chú thôi. Cô Hồng, cô về nhà có định mang cháu Mỹ theo không? Trời ơi, Mỹ, mẹ xin lỗi. Mẹ đâu có quên con, tại mẹ chưa có tính rời trại. Mẹ, con tưởng mẹ không tiện đem con theo. Anh Hưng à, hoàn cảnh con bé này rất đáng thương, nên em hứa nhận nó làm con nuôi. Anh thấy thì sao? Mình tính sao anh cũng nghe hết á. Anh Quang, anh cho Mỹ xuất viện rồi đi với em nghe. Còn anh, hôm nào em phải nói chuyện với anh mới được. Bây giờ vợ chồng cô, ngoài bổn phận lo cho gia đình dạy dỗ chăm sóc con cái thì không còn gì quan trọng nữa. Lo về đi, già cả rồi, đừng có để cho cái thằng anh này phải bận tâm nữa. Thầy Hồn, ông muốn nổi giận rồi đó. Đi mình. Thôi đi con. Khả Minh thân mến, Cẩm Tú và anh Dũng sang đây đã gần nửa năm rồi. Đêm qua dự buổi tiệc hội họp với bạn đồng hương, gặp anh Hoàng vừa mới qua, anh cho biết bác trai đã đưa anh vào trại. Khả Minh, sức khỏe anh thế nào rồi? Ở đây lúc này khí trời lạnh lẽo, tuyết rơi trắng xóa về đường. Cẩm Tú và anh Dũng lên chơi đồi thông, nhìn các bạn nô đùa, Cẩm Tú nhớ lại khung cảnh ở đồi thông trên Đà Lạt á. Khả Minh ơi, Tú hối hận lắm. Tú đã nông nổi bỏ bạn mình trong lúc rất cần sự an ủi đỡ nâng. Anh Minh, anh xem thơ của ai vậy? Của người bạn ở nước ngoài. Cái cô Cẩm Tú gì đó phải không anh? Mà cô nói cái gì với anh vậy? À, hỏi thăm thôi, chẳng có gì lạ đâu. Chẳng có gì lạ, sao Mỹ thấy anh xem thơ rồi lại câu mày, sắc mặt chẳng vui à. Có phải cô ấy vừa báo tin là cô đã có chồng à? Đó là một tin vui của bè bạn thì làm sao tôi lại bực à? Sớm hôm lo lắng đã tan nát cuộc đời, còn chi để người ta thăm hỏi. Nghe con nó nói một câu mát cả ruột. Nhưng Minh à, nếu Cẩm Tú nó biết hối lỗi á thì con cũng đừng nên cố chấp nghe. Dạ, con nói chuyện đời với em Mỹ thôi, chứ có chấp nệ gì đâu mẹ. Cẩm Tú đối với con như vậy cũng phải thôi. Hôm rày con có suy nghĩ chín chắn về việc học hành của con chưa vậy Minh? Dạ, con muốn xin ba mẹ cho con học ngành y. Ủa,
Chứ không phải con định học ngành kinh tế để giúp cho ba con sao? Dạ, trước thì con có ý định đó. Nhưng từ lúc con lên trại cai nghiện, hay nói đúng hơn là từ lúc con gặp bác Quan, lòng từ tâm độ lượng, phẩm cách của bác đã khiến cho con vô cùng ngưỡng mộ. Nên con muốn học để trở thành một bác sĩ giỏi có dạ từ tâm, để chữa trị đám thanh thiếu niên dưỡng phải chất độc xì ke ma túy cũng như con. Lang thang bờ bụi chẳng ra gì, bạn bè thân tộc lánh xa, mẹ thương nhưng làm sao cứu vãn được nào. Tận tâm hết lòng chữa trị cho con, nay con được như vậy mà tưởng giấc chim bao. Nên con muốn là con quay đầu trở lại, đổi vui mừng đến tuổi già được nhẹ buồn lo. Con sẽ cùng bác Quan lo cho những người cai nghiện, giúp đỡ các em xóa chợ đầu đường, để xã hội ta không còn rắc rến bận đường, để các cha mẹ khỏi bực mình vì con hư. Mình nghe đó, con nó gần anh Quan có mấy ngày mà nói chuyện giống y. Nếu con mà được như vậy, ba ủng hộ hết mình đó. Con cảm ơn ba mẹ. Buồn vương